Ok, chào mọi người. Thì lần trước chúng ta đã cài đặt cái di chuyển của con tướng. Như vậy là nếu nói về một cách sơ qua thì chúng ta đã hoàn thiện được các nước đi cơ bản. Các nước đi cơ bản là ở đây mình đã mới chỉ xác định những cái nước đi cơ bản mà mình biết thôi, còn các trường hợp đặc biệt thì chúng ta phải đọc sách, đọc luật thì chúng ta mới biết được là những trường hợp là như nào. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần quản lý game, tức là game controller. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện đi viết cái chức năng là kiểm soát xem nước cờ đã kết thúc hay chưa. Có thể một ván cờ có nhiều cách kết thúc khác nhau, nhưng ở đây chúng ta sẽ làm một cách đơn giản hơn, đó là nếu như quân tướng bị ăn thì chúng ta sẽ xác định đó là thua và đưa ra một thông báo kết thúc cho người dùng. Ok, nhắc lại nhá, và hôm nay chúng ta sẽ đi xác định trạng thái thua, và trạng thái thua chúng ta ở đây chúng ta chỉ làm việc với một trạng thái, đó là trạng thái khi một con tướng bị ăn. Ok, còn các trạng thái khác sau khi chúng ta nghiên cứu về luật, sau đó chúng ta lại bổ sung thêm vào cái hàm kiểm tra trạng thái của cờ. Ok, rồi chúng ta bắt đầu đi vào câu thôi. Rồi, ok, như lần trước chúng ta đã biết là chúng ta có một hàm gọi là game controller, bay game controller. Thì ở đây mỗi chúng ta có một hàng gọi là Twister là hàm đổi lửa rồi. Đây chúng ta được bảo nó là tâm lực rồi. Void check game state không phải check game reason đi. Game state chúng ta ở đây chúng ta đã có một cái gọi là game state đây rồi, và nó có hai trạng thái là play in và game over. Ok, rồi mình nghĩ là chúng ta sẽ dùng gọi nó là game state, check game state start time, và chúng ta sẽ trả về cái tra trạng thái của mặt cờ xem quân cờ đó còn tồn tại hay không, hoặc là chúng ta viết một hàm game over và khi một quân này ăn con kia mà quân đấy bị thua, mà quân bị ăn là quân tướng thì chúng ta sẽ gọi hàm game over. Ta sẽ viết vào hàm be attack.
Và lần trước chúng ta nhớ là bị attack là chúng ta biết đây. Bị attack, đây là attack, còn đây là bị attack. Đây chúng ta sẽ override cái bị attack này. Và kinh à. Implement cái này chúng ta làm các công việc như bình thường, và ở đây chúng ta gọi thêm cái là play game controller cool, gọi game over, và chúng ta chuyển vào cái player thắng be attacked by enemy. Mà enemy này đây là quân đánh giết chết quân tướng này, vậy thì đây chính là quân của quân kia, enemy chấm player. Ok, như vậy ở đây chúng ta trong bay game container này chúng ta đã lắp này thì bắt long chúng ta đã lắp ra cái game player win lần test đầu tiên chúng ta sẽ để quân trắng thắng. Ok, chúng ta chơi nhanh xem đã nào cho quân trắng thắng. Quân trắng thắng khi quân đen bị nổ tướng là chơi tiếp theo chúng ta sẽ cho quân đen thắng. Quân đen thắng. Quân đen thắng. Quân thắng ở đây thì quân tỉnh ở đây. Cố ngăn cản. Ngăn cản sao được. Cố ngăn cản. Ngăn cản sao được. Rồi quân trắng thắng. Quân đen thắng. Ok. Đấy là một cách xử lý đơn giản. Các bạn đợi chút để mình ra mình đọc luật xem là cách có những trường hợp nào để một bên bị thua. Các bạn đợi chút nha. Ok, mình vừa nhìn qua luật thì luật cũng khá dài, mình chỉ đọc qua thôi, nhưng mà khi các bạn làm thật các bạn nên đọc thật kỹ. Cái này mình sẽ nghiên cứu sau. Nhưng với các bạn là hai bên một ván cờ cái kết thúc khi quân tướng bên kia bị ăn hoặc là không thể đi thêm một nước nào nữa. Thì đây chúng ta đã đưa ra trường hợp đơn giản nhất là quân tướng bị ăn. Chúng ta chấp nhận nữa xem. Quân tướng bị ăn. Rồi vậy phần này chúng ta kết thúc ở đây. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái nữa, đó là chúng ta sẽ tạo một cái đồng hồ, vì chúng ta không thể để cho một đối thủ mà có khả năng mà cứ ngồi mãi đến đấy mà không di chuyển một nước nào cả. Vì vậy chúng ta sẽ giới hạn khả năng một nước đi là 60 giây. Ok. Hẹn gặp lại cho các bạn trong clip sau.